trực tiếp bóng đá Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai hôm nay, 17 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2022, đội chủ nhà sẽ có trận đấu khó khăn khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai đang khát điểm. Trận thắng 2, một chiếc Việt theo ở vòng đấu trước đã giúp cho Bình Dương cắt được chuỗi hai trận thua liên tiếp. Lịch thi đấu đang không ủng hộ đội bóng đất thủ khi liên tiếp chạm mặt những đội bóng lớn như Hà Nội. Bình Định, Việt theo và ở vòng đấu này lại là Hoàng Anh Gia Lai đang rất cần điểm, dù khó nhưng Bình Dương vẫn được đặt hy vọng sẽ có giành 3 điểm trọn vẹn điểm tựa sân nhà cùng sự xuất sắc của tiến linh chắc chắn là điều người hâm mộ chủ sân gò đậu có thể tin tưởng. ở chiều ngược lại hoàng anh gia lai lại đang cho thấy rất nhiều vấn đề từ chuyên môn cho tới ngoài chuyên môn. đang có nhiều tin đồn cho rằng các trụ cột như công phượng xuân trường văn thanh sẽ rời hoàng anh gia lai sau khi mùa giải 2022 kết thúc. điều này ảnh hưởng phần nào đến tâm lý thi đấu của toàn đội. ngoài ra đoàn quân của huấn luyện viên kia ti cũng đang tự bắn vào chân mình ở cuộc đua vô địch. Ba trận liên tiếp không thắng ở V-League khiến Hoàng Anh Gia Lai đã tụt xuống tận vị trí thứ sáu, kém đội đầu bảng Hà Nội tới tận 10 điểm. Khát khao chiến đấu là điều không dễ nhận ra ở đội hình toàn sao của Hoàng Anh Gia Lai hiện tại. Ở Cúp Quốc gia, đội bóng phố núi phải chật vật vượt qua Sài Gòn trên chấm 11 m đội hình dự kiến Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai. Bình Dương, Sơn Hải, Trung Tín, Thanh Long, Olivier, Tuấn Cảnh, Dũ Đạt, Anh Tỷ, Edison, Văn Vũ. Tiến Linh, Wellington, Hoàng Anh Gia Lai, Tuấn Linh, Hồng Duy, Văn Sơn, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Mauricio, Xuân Trường. Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Bruno, Brandao, link xem trực tiếp cập nhật trong mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New, đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.